Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là mới nhập về một số sản phẩm. Đầu tiên ngày hôm nay thì shop sẽ giới thiệu là cái tủ rất là ít gặp nha quý cô chú. Tuy giá trị nó không cao nhưng mà về mặt thời gian và cái mẫu mã rất là đẹp nha quý cô chú. Đây là tổng thể một chiếc tủ buffet gõ đỏ 100%, bốn cái chân đồng dưới đây cũng là gõ đỏ luôn nha quý cô chú. Cái tủ gõ đỏ này là Sài Gòn Phan Văn Nhị đóng nha quý cô chú, rất là quý hiếm nha. Dạ tuy giá trị gõ đỏ không cao nhưng mà về mặt thẩm mỹ và văn hóa là cái tủ này đáng để được quý cô chú tham khảo và sưu tầm nha. Dạ xin mời quý cô chú xem tổng thể cái tủ này. Đầu tiên là cái tủ, đây là phía mặt trước, tổng thể phía trước nó gồm hai hộc lớn và ở giữa là một cái hộc nha quý cô chú, là ba hộc nha. Và kiến này để trang trí gốm. Shop cũng đã vệ sinh lau chùi sạch sẽ rồi, về quý cô chú chỉ sử dụng thôi. Cái tủ này tuổi đời cũng vài chục năm nha quý cô chú, rất là lâu năm. Tại shop thì tủ buffet có rất là nhiều, từ 1m4 cho tới 2m4. Shop cũng đã từng quay những cái tủ từ 1m4 cho 2m4 cho quý cô chú xem rồi. Quý cô chú nào cần tham khảo và muốn giao lưu với shop thì gọi điện trực tiếp tại số Zalo màn hình mé tay phải. Và quý cô chú cứ đo tổng thể cái diện tích nhà mình còn sử dụng được diện tích khoảng bao nhiêu thì điện trực tiếp tại Zalo màn hình mé tay phải để được đo kỹ lưỡng hơn cái tủ buffet đặt vô cho đẹp nha quý cô chú. Dạ đầu tiên là shop giới thiệu toàn bộ một cánh cửa gõ đỏ rất đẹp nha quý nha, quý cô chú nha. Cái tủ này Sài Gòn xưa, chiều ngang là 43.5, chiều cao là 56, một tấm cánh cửa gõ đỏ rất lớn nha, rất là liền lạc nha quý cô chú nha. Đây rất là dày nha, ở trong cũng được vệ sinh sạch sẽ và được đóng nẹp đây. Quý cô chú nhìn gõ đỏ không, bên hông nè, quý cô chú thấy bên hông gõ đỏ không? Nói chút xíu shop sẽ quay mặt ngoài cái bên trái cho quý cô chú xem. Gõ đỏ rất đẹp quý cô chú. Tuy cái gỗ này không giá trị cao nhưng mà về mẫu mã và thời gian được 4 chân đồng, chân bóng đồng gõ đỏ rất đẹp nha. Ở giữa là có cái hộc nha quý cô chú, gõ đỏ hết toàn bộ. Này về chỉ lau chùi sạch sẽ thôi nè, shop về lau chùi sạch sẽ. Tiếp theo là cái cánh bên phải nha quý cô chú, cánh bên trái và cánh bên phải nha. Shop cũng đã lau vạch ni sạch sẽ rồi, về quý cô chú chỉ sử dụng thôi. Một tấm rất là to nha. Nói chung tủ gõ đỏ này là lành nha quý cô chú, ít có bị răng tóc nhiều. Shop thì có rất nhiều tủ cẩm lai, chắc có, cẩm lai có, hương có. Và hôm nay là cái tủ gõ đỏ nha. Đây dàn chân nha, dàn chân thì có được chân gõ đỏ luôn, cái móng đồng. Còn đây là phía trong, sẵn mở tủ thì shop sẽ giới thiệu luôn phía trong gõ đỏ nha. Chút xíu là shop sẽ quay ở mặt ngoài. Còn đây là mặt trong ha. Cái form Sài Gòn này rất đẹp nha quý cô chú, nhìn mẫu mã rất là đẹp. Quý cô chú cứ tham khảo đi. Nếu ở gần ở đây thì đến xem hàng trực tiếp, còn ở xa thì điện thoại Zalo tại hàng màn hình mé tay phải để được tư vấn đặt cái tủ cho nó đẹp nha quý cô chú. Dạ xin cảm ơn.
cái bên hông á nha quý cô chú. Sắp sẽ quay đây hai cái chân rất đẹp nha, dáng cao, vỏ đỏ và một tấm rất là lớn. Tấm bên trái nha quý cô chú, bên trái 50. Một tấm ngang 50. Cao 66. Một tấm liền luôn. Cái tủ này vỏ đỏ rất là liền ha. Ít có bị răng tóc nhiều. Trải qua mấy chục năm mà vẫn còn đẹp nha quý cô chú. Cái gõ đỏ này á, người miền Nam ưa chuộng nhiều hơn. Còn người miền Bắc với miền Trung mình á, thì thích hương. Người miền Nam thì thích gõ đỏ. Tiếp theo bên nóc luôn, một tấm nha quý cô chú. Cũng lành lành nha. Tủ gõ đỏ rất là lành. Dấu ít theo thời gian đây. Những cái tủ mới không bao giờ có được đâu. Shop chỉ lau chùi và đừng để những cái màu vết theo thời gian. Chứng tỏ được cái tủ này rất là lâu đời. Vài chục năm mới được những cái dấu tích này. Đó, cô chú thấy không? Dấu tích theo thời gian nè. Cũng được một tấm 50 quý cô chú, rất lớn nha. Này một cây làm ra. 50 1 mét 8, nguyên một tấm luôn. Đó, một tấm luôn. Đây là một cây gõ đỏ làm ra nha quý cô chú. Gõ đỏ chính hiệu nha, Sài Gòn xưa. Rồi tiếp theo bên hông thì cũng giống như bên hông bên phải nha. Thì tương đối nó cũng giống như bên trái thôi. Quý cô chú thấy không? Cái bên phải này còn đẹp hơn nữa nè quý cô chú. Phải này cái gõ đỏ nó shop sẽ thấy còn đẹp hơn bên trái nữa nè. Vân bông rất đẹp nha. Ở dưới là hai chân đồng nha quý cô chú. Nở cái tấm bên phải đẹp ha quý cô chú nha, quay chậm chậm cho quý cô chú thấy nè, những cái nét bông nu. Đó nó muốn lên nu nè, cây này rất là già nha. Cái này là bên phải nè. Có chỗ nào đẹp thì shop sẽ quay, xấu shop cũng quay luôn. Dạ, tiếp theo là tổng thể cái dáng phía sau nha quý cô chú, rất là đồng thanh đồng thủ ha. Nhìn hai cái dáng chân gõ đỏ, bốn chân đồng rất đẹp nha. Cái này là màu theo thời gian luôn. Cái này là những cái gia chủ này xài cái tủ rất là kỹ nha quý cô chú. Dạ, sắp xin nhắc lại đây là tổng thể của cái tủ Sài Gòn xưa. Chất liệu là gõ đỏ 100%. Bốn chân cũng gõ đỏ luôn và bọc đồng. Sau đây shop sẽ xin đo tổng thể của cái tủ buffet Sài Gòn này. Một chiều dài là 180. 180 dài. Chiều ngang là 52,3, 52.5. 52.5 chiều ngang. Chiều cao là 95. Chiều cao là 95. Tủ buffet 1m8 này shop xin giao lưu với quý cô chú anh chị em là 6,5 triệu nha. Tủ gõ đỏ liền lạc nha quý cô chú. 6,5 triệu cho cái tủ gõ đỏ Sài Gòn xưa. Dạ quý cô chú nào ở gần shop sẽ bao ship 50 cây số. 6,5 triệu shop sẽ bao ship 50 cây số gần ở đây. Còn nếu ở xa shop có đi toàn quốc nha, shop giao hàng đi toàn nước Việt Nam, quý cô chú có thể thỏa thuận giá cả vận chuyển để được cho cân bằng hai bên nha quý cô chú. Dạ cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Dạ shop xin cảm ơn rất là nhiều.